Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu xem sự thật về việc Minh Béo đóng vai Đức Phật như thế nào. Ngày 4 tháng 8, diễn viên Minh Béo đăng tải loạt ảnh mặc trang phục Đức Phật A Di Đà kèm thông báo vinh dự được nghệ sĩ Phượng Trang, trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn phân vai Đức Phật A Di Đà cho vở diễn sân khấu Phật giáo mới nhất. Đang thử phục trang chuẩn bị cho vai diễn tâm linh mới. Con kính mong Phật trời cho con được hoàn thành vai diễn mà con hằng tôn kính. Nam mô A Di Đà Phật. Báo Thanh Niên đã liên hệ nghệ sĩ Phượng Trang, trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn để tìm hiểu sự việc. Bà phủ nhận thông tin mời Minh Béo tham gia vai diễn Đức Phật như nội dung nam diễn viên này chia sẻ trên trang cá nhân. Và cũng đồng thời trên mạng đã xuất hiện các chỉ trích gay gắt về vụ việc. Facebook Sách Hoàng Tích viết rằng: Bạn lão nhắn tin vào trang Minh Béo mà xem. Từ trang cá nhân anh ấu dâm Minh Béo thì anh ta khoe được đóng vai Đức Phật. Lão cầu mong thằng này bị thần kinh mà khoe láo. Với một người thuộc fan đóng Đức Phật thì lão cho là đúng vì đến giờ chưa ai bảo cho lão là Đức Phật giới tính gì. Nhưng với một kẻ ấu dâm như Minh Béo, liệu có bôi nhọ Đức Phật không thì xin cộng đồng mạng cho ý kiến. Trong rất nhiều lời bình luận thì lão cho là lời bình luận sau đây là hay nhất. Tâm hướng Phật mà dương vật thì hướng trẻ con. Việc Minh Béo trở lại sân khấu là một nỗi nhục cho giới nghệ sĩ sân khấu nước nhà. Đây là lời của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Nay lại còn đóng vai Đức Phật thì là nỗi nhục cho giới Phật tử chân chính xứ Đông Lào. Đây là ý kiến cá nhân của lão. Ngoài những vị sư tăng tham thiền, tham gái, tham đủ thứ, thì nay chẳng phải chăng các vị đang công khai hóa bản chất nhà Phật giáo xứ Đông Lào hay sao? Yesuma Ala Aji Đà Phật. Facebook Trí Nguyễn thì viết rằng Minh Béo được đóng vai Đức Phật Aji Đà. Thường thường mình khoe thì người ta khen, đằng này người ta chửi chết model, tức là chửi chết mẹ đó. Béo mà cầm bông sen gì, cầm cái đầu kia thì có. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tôi thấy má Phượng Trang cũng đâu có đàng hoàng gì đâu. Rõ ràng má lên phây khen Minh Béo ì xèo, giờ má chối đen đảnh à. Béo đi biểu diễn ở Mỹ không lo làm người tử tế, chỉ cho người ta thấy cái văn hóa đẹp của đất nước Việt Nam mình. Mà Béo lại chỉ cho Mỹ thấy cái thú tánh của Cộng sản thích chơi với con nít. Nhục ơi là nhục. Facebook Kỳ Văn Cục thì viết rằng tương truyền Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sanh ở thời mạt Pháp để giáo hóa cho chúng sanh thoát khỏi lầm mê. Bồ Tát Di Lặc là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Trong tín ngưỡng của Phật giáo thì nụ cười của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem lại an lạc, còn nụ cười của Bồ Tát Di Lặc thì có ý nghĩa vô nhiễm, hoan hỷ. Hình tượng Ngài ở Ấn Độ được mô tả như một hoàng tử Ấn thanh mảnh tuấn tú. Tuy nhiên ở Trung Hoa thì Ngài có thân hình mập mạp, chân đất, ngồi phanh bụng tròn, quay phô cả rún, tai thì to dài, miệng thì cười toe toét vui vẻ, và điều đặc biệt là được con nít thương yêu bu chung quanh, thậm chí là leo trèo lên cả người, lên cả vai của Ngài. Phật giáo Đại thừa Việt Nam ảnh hưởng nhiều từ Trung Hoa, vì thế cho nên hình tượng sau của Ngài được phổ biến rộng rãi từ chùa chiền đến cả nhà của Phật tử với ý niệm cầu mong sức khỏe và an bình trong tâm. Việc đem một cái thằng béo ụt thích bu, thích trèo lên con nít để mà ví với Ngài, cho dù chỉ là để diễn vai, là một sự phỉ báng Phật giáo và lương tâm của tất cả mọi người trong chúng ta. Mạt Pháp chính là đây đây này. Vậy Bồ Tát Di Lặc chừng nào Ngài sẽ giáng sanh độ chúng? Trưởng đoàn lên tiếng phủ nhận mời Minh Béo đóng vai Đức Phật. Cậu ấy tự lấy đồ mặc rồi đăng lên Facebook. Thông tin Minh Béo lên Facebook khoe được mời đóng vai Đức Phật đã khiến dư luận xôn xao, thậm chí bức xúc vì cho rằng với những ồn ào trong quá khứ thì Minh Béo không đủ tư cách để vào vai Đức Phật tôn kính. Trong bài đăng của mình, Minh Béo cho biết anh được nghệ sĩ Phượng Trang, trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn phân vai này. Tuy nhiên, chia sẻ về sự việc trên báo Thanh Niên, nghệ sĩ Phượng Trang đã phủ nhận thông tin mời Minh Béo tham gia vai Đức Phật và có những chia sẻ trái ngược hoàn toàn. Hôm qua, tức ngày 4 tháng 8, bên chương trình của chúng tôi tập tuần mới lấy phục trang cho các bạn thử. Minh Béo có lấy mặt thử rồi đăng hình lên Facebook. Tôi mới kêu cậu ấy gỡ bài xuống. Sao mà Minh Béo đóng vai đó được? Tôi đính chính là không có, chỉ có Minh Béo mượn đồ để mà mặc thôi, nghệ sĩ Phượng Trang nói.
Bộ trang phục mà Minh Béo mặc thực chất là của một diễn viên khác trong đoàn. Nghệ sĩ Phượng Trang lúc đó rất bực mình và có nói với Minh Béo rằng đùa giỡn như vậy là kém duyên. Tôi khẳng định Minh Béo chỉ mượn để mặc thử thôi. Tính ra thì cậu ấy ẩu quá, đùa như vậy không hay. Trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn nói thêm và cho biết khi nào biểu diễn sẽ quay clip lại để đính chính với khán giả. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.